Đây trên bây giờ trên tay mình đang là một cây sáo bầu. Nó âm thanh của nó thì cũng rất là hay, cũng được cấu tạo bởi quả bầu. Vì sáo bầu thì chúng ta đây trên tay chúng ta cầm một có cấu tạo của quả bầu, và sau đây mình xin thổi một đoạn.